Rồi chào anh em ha. Hôm nay về siêu phẩm anh em ơi. Một về một con G370 ha. Con này là 3711 EZ ha. Nó là 370. Cái đời này nè, cái đời hiện ngon hơn 370 một tí rồi anh em. Tại cái đời này nó chạy chén đồng tiền ha. Chạy chén đồng tiền luôn anh em ơi. Quá đẹp. Máy nó chóp tem đèn tí ha. Còn nhiều xúc sắc anh em, màu mũ còn đỏ chót ha. Mặt tiền thì cũng chín nút anh em, chóc xước nhẹ tí ha. Mặt tiền quá đẹp, bô bọng. Đặc biệt cái lam nè anh em, cái đầu mạc là tinh nè anh em. Quay giấc này cũng phải giấc tối nên nó hơi khó nhìn nha anh em. Nè, đầu mạc là tinh nè, siêu dày. Em cực kỳ thấy cái lam này, cái mạc là tinh quá dày anh em. À, con này chạy chén đồng tiền sinh 91 anh em. Đúng bài luôn ha, đúng bài cho anh em đi khai thác luôn, khỏi cần độ lên ha. Xúc sắc nha nè. Bên đây thì cái ốp lam nó mắc cái tem rồi ha. Bên trong để mở bên đây. Đây, được chó nè. Trứng phiếu rồi nè. Bình xăng con nè nè. Bên bô ha. Con này ghi 100% nè nè. Cái nồng ở trong còn sáng hới luôn nè. Này em quay dắt này cũng hơi tối nữa, hơi khó coi nha nè. Rồi em bao là con này chuẩn 100% anh em. Bơm nhớt cực kỳ mạnh ha. Lam Latin sên 91 đúng chuẩn cho anh em khai thác ở miền Tây ha. Rồi. Siêu chuẩn anh em. Siêu phẩm đúng hàng siêu bếp nha anh em. Lam dữ ha, sên 91, sên thì em cắt mới nha anh em. Lam thì lam bãi ha, lam đầu lô tinh thì khỏi phải nói nha. Quá đẹp. Không lỗi một điểm nào nha anh em. Nhích nhẹ là chạy nha. Con này thì giá nó cũng giá nó cực kỳ tơi nha anh em. Hôm nay em bán như vậy ha, bảo hành động cơ cho anh em là 6 tháng nha, cho anh em yên tâm mà sử dụng nha. Con này là 4 triệu 300 ngàn anh em, 4 triệu 300 ngàn ha. Anh em khai thác thì cần thì alo em. Đây có con G500 nè anh em mà cần liên hệ luôn ha.